Công ty chúng tôi xin giới thiệu động cơ điện liền giảm tốc, sản phẩm công nghệ của Úc, đã xuất khẩu đi hơn 30 nước trên thế giới và được sử dụng phổ biến tại Mỹ và châu Âu. Trong kho hàng của công ty chúng tôi luôn có sẵn giảm tốc từ 200W cho tới 7,5kW và có các tỷ số truyền từ 1/3 cho tới 1/200. Sau đây là giảm tốc 3,7kW, 5 ngựa, 5HP. Đây là mẫu giảm tốc chân đế. Mẫu giảm tốc này có tỷ số truyền bằng 1/30. Trục của giảm tốc có đường kính là 50mm. Ampe định mức khi đấu tam giác là 14,01A, khi đấu sao là 8,2A. Trục của giảm tốc là thép siêu bền, được tôi nhiệt luyện để tạo độ cứng tuyệt đối. Chất lượng vỏ gang của hộp giảm tốc đặc, nặng và chống rung, nhờ vậy kéo dài độ bền của sản phẩm. Hộp cực điện có kết cấu dày, chắc chắn và an toàn. Còn phía bên ngoài của giảm tốc được sơn 3 lần bằng công nghệ sơn tự động. Quy trình sơn được hấp sấy để nước sơn bền nhiều năm. Đây là các loại giảm tốc mini đi kèm với biến tần, có khả năng điều chỉnh tốc độ. Còn đây là các mẫu hộp số và motor có sẵn trong kho hàng của công ty chúng tôi. Ngoài ra, quý khách có thể lựa chọn hàng ngàn mẫu giảm tốc khác từ kho hàng motor lớn nhất Việt Nam. Xin mời quý khách liên hệ số điện thoại 098 164 5020 của công ty chúng tôi để được báo giá ưu đãi nhất thị trường Việt Nam.